Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện tiêm vaccine sởi cho các trẻ dưới 71 tháng tuổi, thay vì chỉ tiêm cho các trẻ 9 và 18 tháng tuổi như thông tin trước đó. Theo đó, việc tiêm sởi sẽ được thực hiện đồng loạt tại các trạm y tế xã phường từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 là tiêm chính thức và từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 sẽ tiêm vét. Các điểm tiêm vẫn đảm bảo không quá 50 trẻ trong một buổi tiêm. Mỗi điểm tiêm bố trí tối thiểu là 5 nhân viên y tế, đảm bảo khám sàng lọc, tư vấn đầy đủ trước tiêm. Đối tượng tiêm trong chiến dịch này là trẻ sinh từ mùng 1 tháng 6 năm 2004 đến 30 tháng 4 năm 2012 chưa được tiêm sởi hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi hoặc không rõ tiền sử. Trẻ đã được tiêm vaccine sởi trong tháng 3 và tháng 4 năm 2014 vừa qua sẽ không tiêm trong đợt này. Trong chiến dịch này, ước sẽ có khoảng 70.000 đến 80.000 trẻ từ 24 đến 71 tháng tuổi được tiêm miễn phí vaccine sởi.